chú đừng nói danh. Ờ, đúng rồi, công an là chị, công an đâu phải lấy có chị được mấy ông. Ê, không có chị nha mày, mày có chị không nha mày. Mày mất dạy hả? Mày đánh con tao quá. Con nè, thích thời gian địa điểm ha. Thích không? Cởi đồ chỗ nào? Ờ, nghe chưa? Mấy ông á, bây giờ sắp thật đó. Giờ rồi muốn càng cẩu liền tại chỗ luôn. Mày cởi đi. Mày cởi thì gặp đây đi. Mày muốn mày cứ cởi ra đi. Mày địa điểm nào hết. Mày cởi ra đi. Mày cứ cởi ra đi. Ờ, cởi. Gần cầu công an mày thấp dân hả? Hả? Kỳ rồi nó thua, kỳ rồi kỳ này nó gỡ.